phát hiện mới về biến chủng AI 4.2. Chuyện cách ly F1, bài học nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Nam, 23 học sinh một trường học dương tính với Covid-19. Ninh Thuận điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng tại nhà. Một em bé ở Trung Quốc bị xét nghiệm tới 70 lần vì chiến lược Zero Covid. Quý vị đang đến với bản tin dịch bệnh Covid-19 trên kênh tin tức Việt. Mời quý vị cùng cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới và tình hình điều trị Covid-19 ngày sau đây. Phát hiện mới về biến chủng AI4.2 Cuộc khảo sát tỷ lệ lan truyền virus SARS-CoV-2 cho thấy biến chủng phụ từ Delta đang phát triển ở Anh ít có khả năng dẫn đến các ca mắc Covid-19 có triệu chứng. Nghiên cứu DREC1 của Đại học Hoàng gia London Anh được công bố vào ngày 18 tháng 11 cho thấy biến chủng phụ của Delta được gọi là AI4.2 đã tăng lên gần 12% trong số mẫu được giải trình tự. Tuy nhiên, chỉ 1 phần 3 người mắc có các triệu chứng COVID-19 thông thường, trong khi con số này là gần một nửa ở dòng phụ khác của Delta là AI.4. AI4.2 được cho là biến chủng dễ lây lan hơn một chút nhưng chưa có bằng chứng cho thấy nó làm giảm hiệu quả của vaccine hoặc gây bệnh nặng hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết người mắc COVID-19 ít triệu chứng sẽ có khả năng ít lây lan virus hơn khi ho và cũng giảm nguy cơ bệnh trở nặng. AI 4.2 dường như có vẻ dễ lây truyền hơn, nhưng nó cũng ít gây ra các triệu chứng. Đó là một điều tốt. Nhà dịch tễ học tại Đại học Hoàng gia London Paul Elliott cho biết, Biến chủng AI 4.2 có 3 đột biến bổ sung so với biến chủng Delta đa gốc. Hai trong số đó được gọi là A222V và I145H liên quan đến gai protein, bộ phận của virus đảm nhận vai trò bám dính các tế bào con người. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng mũi thứ ba giúp giảm 2 phần 3 nguy cơ nhiễm bệnh ở người trưởng thành so với người tiêm hai mũi. Trước đó, Đại học Hoàng gia London đã công bố kết quả tạm thời cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất ở Anh được ghi nhận vào tháng 10, đặc biệt là ở trẻ em. Kết quả đầy đủ của vòng nghiên cứu mới nhất được thực hiện từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 đã xác nhận những trường hợp được ghi nhận hàng ngày và các cuộc khảo sát về tỷ lệ lây lan của virus cho thấy mức độ lây nhiễm đã giảm từ mức đỉnh điểm đó, tương ứng với kỳ nghỉ học vào cuối tháng 10. Ông Paul Elliott cho biết sẽ cần đợi thêm vài tuần nữa để xác định xem liệu các ca cá mắc COVID-19 có tăng khi các trường học mở cửa trở lại hay không. Chuyện cách ly F1, bài học nhìn từ thành phố Hồ Chí Minh, Tôi muốn nói Hà Nội ơi, mạnh dạn lên, xin đừng tự làm khó chính mình, vì không thể mãi sống trong sợ hãi như thế này được đâu. Kịch bản ở Hà Nội trong những ngày này giống hệt thành phố Hồ Chí Minh cách đây 6 tháng, khi đó thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có 200 đến 300 ca bệnh và vài nghìn F1. Cách xử lý của thành phố Hồ Chí Minh khi đó là truy vết, đưa F0 đi điều trị, cách ly toàn bộ F1 nhưng rất nhanh sau đó không còn trường học nhà văn hóa nào đủ chỗ để cách ly F1 nữa, vì trung bình mỗi F0 sẽ kéo theo 20 ca F1. Các khu thu dung dành cho các bệnh nhân nhẹ không triệu chứng chật nêm người. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khi tổng kết lại những bài học kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh đã thừa nhận rằng khi đó tập trung các ca F0 trong các khu thu dung để ngăn chặn nguồn lây, nhưng tập trung xong lại không biết làm gì nữa. Hiện tượng lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng đã được lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế thừa nhận. Cái sai của thành phố Hồ Chí Minh khi đó dù đáng tiếc nhưng có thể hiểu được, khi mà thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đúng cách cũ mà chúng ta đã thực hiện từ đầu đại dịch, việc có một thành phố Hồ Chí Minh đi trước và trả giá đắt để rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm chính là để những địa phương khác trong cả nước có thể mua được bài học đó miễn phí để tránh phải trả giá cho những sai lầm tương tự. Vậy mà bây giờ, khi mà chính phủ đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19, Hà Nội vẫn yêu cầu cách ly tập trung F1. Hầu hết F1 và F0 ở Hà Nội đã được tiêm vaccine, nên khi nhiễm virus sẽ mắc bệnh nhẹ hoặc không có biểu hiện gì. Theo số liệu của Bộ Y tế, ngày 17 tháng 11, cả thủ đô chỉ có 11 ca phải thở oxy. F0, F1 không chỉ sống vì Covid, Họ còn có các bệnh khác, họ còn có bố mẹ già, con nhỏ cần phải chăm sóc. Họ cũng có những vấn đề kinh tế, xã hội, sức khỏe, tâm lý cần được quan tâm. Những gì xảy ra ở miền Nam cho thấy F0, F1 vẫn có thể qua đời hoặc chịu các hậu quả về sức khỏe, không phải vì Covid mà có thể do các bệnh khác nhưng không được cấp cứu kịp thời. Đấy là chưa kể việc lãng phí nguồn lực trong việc cách ly tập trung F1 và điều trị F0 có triệu chứng nhẹ trong khi họ đã tiêm vaccine là lãng phí nguồn nhân lực, tài lực một cách không cần thiết. Tôi mong lãnh đạo Hà Nội và các địa phương khác đừng đặt nỗi sợ của mình vào số ca nhiễm mỗi ngày, vì dù số ca nhiễm chỉ có vài trăm ca một ngày hoặc tăng hơn nữa, nhưng có gì phải sợ khi Hà Nội chỉ có 11 ca thở oxy. Tôi cũng hy vọng báo chí cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày cần đưa tin cả về số ca thở oxy, số ca bệnh nặng và tỷ lệ bao phủ vaccine, chứ không chỉ đơn thuần đưa số liệu ca nhiễm tháng 11 của năm 2021 khác với tháng 7 của năm 2021. Chúng ta đã có vaccine, chúng ta đã có thuốc điều trị Covid-19, chúng ta không bị quá tải y tế. Nên xin đừng tự làm khó và tự làm khổ chính mình. Đó là những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa World Cup tại Việt Nam, trưởng nhóm F5. Nhóm này gồm các chuyên gia đa ngành, tập hợp thông tin có bằng chứng khoa học về COVID-19 nhằm đưa ra các khuyến cáo phòng chống dịch. Quảng Nam, 23 học sinh một trường học dương tính với COVID-19 Sáng nay 18 tháng 11, ông Phan Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức thị xã Điện Bàn vừa ghi nhận 31 trường hợp dương tính liên quan đến trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu. Cụ thể, 23 ca là học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu và 8 ca liên quan đến học sinh trường này. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam phát hiện một trường hợp dương tính. Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn đã cùng với trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Hiệu tổ chức truy vết xét nghiệm 800 học sinh và giáo viên khối buổi chiều, qua truy vết phát hiện 23 ca dương tính nói trên. Hiện nay có trên 200 F1, số F2 cho về nhà quản lý. Sáng nay, ngành y tế tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho 1.900 học sinh khối buổi sáng, ông Mười cho biết. Được biết, vào ngày 17 tháng 11, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 70 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 18 ca cộng đồng, 1 ca sàng lọc tại cơ sở y tế là lái xe người Hà Tĩnh và 51 ca đã được giám sát cách ly từ trước. Từ ngày 18 tháng 7 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 1.948 ca nhiễm COVID-19. Cụ thể, 344 ca cộng đồng, 1.231 ca lây nhiễm thứ phát, 274 ca xâm nhập từ các tỉnh và 99 ca nhập cảnh. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Ninh Thuận điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng tại nhà Tỉnh Ninh Thuận đã thí điểm cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đối với bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng nhẹ nhằm giảm tải cho các cơ sở điều trị người mắc Covid-19 để tập trung nhân lực chăm sóc cho những bệnh nhân ở mức độ nặng và rất nặng. Tỉnh Ninh Thuận đã tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho việc cách ly điều trị người mắc Covid-19 F0 có triệu chứng nhẹ tự chăm sóc sức khỏe tại nhà. Trong giai đoạn 1, tỉnh Ninh Thuận thí điểm cách ly điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố Phan Rang, Tháp Tràm và huyện Ninh Phước đối với bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ. Đồng thời, người bệnh đáp ứng thêm các tiêu chí như đã tiêm đủ 2 mũi hoặc một mũi vaccine phòng COVID-19 qua 14 ngày hoặc trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền và không đang mang thai bệnh nhân và gia đình cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian cách ly y tế, điều trị tại nhà. Ngoài ra, cơ sở vật chất, gia đình cũng phải đảm bảo các tiêu chí như ở nhà riêng lẻ, có phòng cách ly, điều trị riêng. Trước cửa nhà F0 phải có dán biển cảnh cáo nền đỏ chữ vàng, địa điểm điều trị người bệnh COVID-19. Cùng với đó, người bệnh đảm bảo điều kiện về khả năng tự chăm sóc bản thân hoặc phải có người thân chăm sóc. Để điều trị F0 tại nhà, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương phân công nhân viên tổ chăm sóc y tế, trạm y tế lưu động hướng dẫn bệnh nhân, cách theo dõi sức khỏe hàng ngày như đo thân nhiệt, đo chỉ số SPO2, cách sử dụng gói thuốc điều trị COVID-19 tại nhà, xử lý rác thải, các quy định mà người cách ly phải thực hiện, tổ chức thăm khám sàng lọc cho người bệnh ít nhất 2 lần một ngày. Xin được chuyển sang thông tin khác. Một em bé ở Trung Quốc bị xét nghiệm tới 70 lần vì chiến lược Zero Covid. Sau gần 2 năm dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc vẫn kiên quyết theo đuổi Zero Covid, biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Theo tờ Stress Time, đã có một số phản nàn về chiến lược Zero Covid trong bối cảnh các quốc gia khác đang học cách sống chung với virus. Một trong những biện pháp khắc nghiệt nhất của chính sách nhổ tận gốc COVID-19 bao gồm đóng cửa biên giới, xét nghiệm hàng loạt để truy vết các ca nhiễm và phong tỏa, ngay khi chỉ phát hiện một ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Truyền thông địa phương cho biết, một em bé đang ở độ tuổi tập đi ở Thụy Lệ đã phải xét nghiệm hơn 70 lần để kiểm tra Covid. Trong khi đó, một xe ôm công nghệ cho biết anh đã phải xét nghiệm 90 lần trong 7 tháng qua. Một thương gia họ Lin nói rằng việc kinh doanh đồ trang sức của ông đang rất khó khăn vì các biện pháp phòng Covid-19. Anh Lu cho biết mình đã không có thu nhập và đang dùng tiền tiết kiệm để trả tiền thuê văn phòng. Tôi không thể cầm cự lâu hơn nữa, anh Lu chia sẻ. Trong năm đầu tiên của đại dịch, Trung Quốc dường như đã kiểm soát rất thành công trong việc dập tắt các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng việc kiểm soát biến thể Delta khó khăn hơn. Các ca mắc đã được ghi nhận ở nhiều khu vực trong những tuần gần đây đã khiến hàng chục triệu người bị cô lập và cuộc sống của nhiều người dân đã bị gián đoạn. Song con số này vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Cựu phó thị trưởng thành phố Thụy Lệ, ông Dai Rongli cho rằng các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt đang bóp nghẹt những dấu hiệu cuối cùng của sự sống ở thành phố. Một người dân địa phương bình luận, chỉ những người trong cuộc mới biết mọi người khốn khổ như thế nào. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục mới nhất và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới trong các bản tin được phát sóng hàng ngày, hàng giờ trên kênh Tin tức Việt. Tạm quên đi những tin tức dịch bệnh chúng tôi vừa đề cập, mời quý vị cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.